Vâng, chào các bác. Hôm nay em lại lên sắm giới thiệu các bác đây. Sau mấy ngày vắng mặt là bận bịu một số công việc thì làm cho khách hàng, thì hôm nay em lại lên sóng giới thiệu bán cho các bác mấy chiếc lồi lồi cơm ạ, các bác ạ. Thì hôm nay em sẽ bán cho các bác đây một chiếc lồi. À đây, con này em lại chưa đưa ruột vào, tí em sẽ lấy ruột sau. Thôi em cứ bao cho các bác xoong đẹp ruột đẹp đi. Cứ bao cho các bác. Đây là lồi Tiger áp suất 2B màu trắng ngọc trai các bác nhé, Vân Caro. Điện 100V, nó có thể nấu nhiều chế độ gạo. Con này đắt 2016. Đây đắt 2016 các bác ạ. Thì hôm nay em bán con nồi Tiger áp suất 2B này là 1.500.000 các bác nhé. Áp suất 2B đấy. Áp suất 2B đấy. Em báo giá cũng nhanh thôi để tránh làm mất nhiều thời gian của các bác. Lồi Mitsubishi, con này có chế độ nấu nhanh, hẹn giờ, cũng có tất cả các chế độ nấu gạo này, gạo lứt, gạo trắng, gạo không vo. Bác nào thích mà lồi nào thì chụp màn hình rồi báo em gửi ship cho các bác. Đây, xoong rất là đẹp luôn, xoong rất là đẹp. Con này em đang bán là 650.000 các bác nhé. Pala cốc buồm, Pala cốc buồm xoong đẹp, ruột đẹp các bác này. Đấy, Pala cốc buồm 1.500.000 các bác, 1.500.000. Con này Toshiba hút chân không. Con này Toshiba thì đang bán cho một bác ở dưới Quảng Ninh rồi. Con này em bỏ qua đi. Con này cũng của khách hàng. Toshiba 1.8, con này hút chân không các bác nhé. Con này Toshiba 1.8. Đấy, Toshiba 1.8 em đang bán là 1.700.000 cho các bác. Đây, xoong đây. Mới đét luôn. Đây, xoong mới đét nhé các bác nhé. Không một dấu chấm, xoong này rất là nặng. Bác nào quan tâm sản phẩm nào thì đây em một em nồi Mitsubishi. Nồi Mitsubishi dung tích 1 lít. Đây, xoong đẹp, ruột đẹp các bác nhé. Xoong này cực kỳ mới luôn. Con này em bán 600.000. Lồi cơm con này xoong đẹp, ruột đẹp. Em bán cho các bác 600.000. Con này nó hơi khít. Đây, xoong đẹp, ruột đẹp các bác nhé. Đấy, lồi cơm thì em bán có mấy con này bán cho các bác. Bác nào lấy sản phẩm nào thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Nhà em đây máy rửa bát này, lọc không khí này. Đấy, lò vi sóng 3D bù ẩm này. Bếp từ này, bếp từ này. Ê, bếp từ Lationa các bác nhé. Đoán rất là đẹp. Panasonic. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Lò vi sóng. Đấy, bác nào quan tâm sản phẩm là ghế massage. Ghế massage này nhà em đang bán cho bác nào đến trải nghiệm. Con này sưởi ấm lưng, sưởi ấm bụng. 36 bài đấm. 36 bài đấm. 36 bài đấm bên em đang bán cho 32 triệu các bác nhé. 32 triệu, cực đẹp, đẹp xuất sắc luôn các bạn. Ngồi con này đấm phê thì thôi rồi. SKF 6700. Tủ lạnh thì em còn mấy em này. Đấy, hôm nay cũng bán được 2 em tủ lạnh. Còn tủ lạnh Hitachi này, Panasonic này, Hitachi này, Panasonic này. Tủ lạnh thì bên em đây bếp từ mới các bác nhé. Tủ lạnh thì bên em thì vẫn về hàng thường xuyên. Đây, bận dọn đấy các bác nhìn này. Dọn bọn em dọn lọc nước. Lọc nước đây. Đấy, lọc nước thì chim tê 9.000. Chevy, đây mới về được em Chevy 207 nữa này. Chim 6.000 này. Đây các bác này, dọn lọc nước bọn em sẽ bỏ ra từng chi tiết một và làm bằng hệ thống máy rung siêu âm.
các bác hôm sau em sẽ lên sóng cho các bác hệ thống máy rung siêu âm làm sạch cơ sở nhà em nha các bác nhé. Đây tháo rất là chi tiết từng bộ phận một. Đấy, hút ẩm này, lọc không khí này. Đấy, các bộ tiền lọc. Nói chung rất là nhiều các đồ, bác nào quan tâm thì chỉ nhấc máy Zalo cho em thôi. Em sẽ gửi chi tiết các hình ảnh thì sẽ ấy hơn, nhưng còn thời gian thì YouTube thì nó ngắn các bác ạ. Thì em sẽ lên từng chi tiết cho các bác thì nó sẽ dễ hơn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.